Chiều nay ra bờ sông Giang, thấy con chuồn chuồn bay về, chuồn chuồn đưa tin báo mai này về chốn con gái ước mơ được cùng theo người, giờ đành ôm mong nhớ thương mẹ già xứ xa. Trách thì trách ai? Trách thì trách ai? Giờ thì đã hiểu duyên tơ tâm.
cuộc đời.